Thực ra hôm nay tôi mời cô đến đây là vì tôi có một vài vấn đề cá nhân muốn thảo luận cùng cô. Chú à, cháu lập chứng. Mẹ cháu vẫn còn độc thân. Ba tôi cũng đang độc thân. À, cô ăn đo rồi. Sang đi, khi nào còn mới ăn xong. Tôi cũng ăn xong rồi. Nào. Mẹ, hình như mình mua hơi nhiều rồi. Nhiều đâu mà nhiều. Sao lại nhiều được? Lần đầu tiên cô đến chơi nhà, tất nhiên phải giữ phép lịch sự đúng không? Phải chu đáo, nhưng mà không cần nhiều đến như vậy. Trần Triết có phải bạn con không? Lần trước có phải người ta đã giúp con ở trường không? Phải, thì đúng rồi còn gì. Mẹ còn chưa có dịp cảm ơn và xin lỗi phụ huynh người ta đàng hoàng. Có một chút này đâu có nhiều. Cầm hộ mẹ đi. Dạ, cầm một cái là được rồi. Cầm lấy cái này đi, được rồi. Đi thôi, đi nào. Phải thể hiện mình đết na một chút. Bình thường con không đết na sao? Không đết na chút nào. Cô à, khang đi, hai người đến rồi sao? Mau vào đi. Xin chào. Cô đem ít quà tới cho gia đình. Cô còn đem bao nhiêu đồ ăn ngon như vậy? Hờ cho cháu rồi, còn cái này nữa. Cảm ơn nha, không có gì không có gì. Để bác cầm. Cô ngồi tự nhiên đi. Tôi phát hiện có thứ này hay lắm. Cô cứ ngồi tự nhiên đi. Tôi đi pha trà cho cô. Dạ được, cảm ơn. Cậu cứ theo sát dự án đó là được. Được được được. Có gì cứ gọi điện cho tôi. Được được được, cứ gọi cho tôi, được rồi. Thật ngại quá, sếp Trần đã nghe một cuộc điện thoại quan trọng. Cô ngồi uống tách trà đợi một lát. Dạ được, không sao, cảm ơn chị. Phòng cậu rộng thật. Là cái này, bộ điều khiển tôi mới mua. Cậu thử đi. Thật tình, không thành lập ban nhạc cùng cậu đúng là lãng phí tài năng của cậu mà. Cậu thôi đi, bộ Anh Châu đã đủ cho tôi bận rộn lắm rồi. Còn thành lập ban nhạc, có định cho tôi đi học không? Ngoài thời gian học cũng cần phải thư giãn chứ. Ba cậu nói trước kia ông ấy từng thành lập ban nhạc còn gì. Hay là gọi cả ba cậu, ba người chúng ta, một guitar một trống, một guitar bass vừa đủ. Nếu chỉ có hai đứa mình thì hơi ít. Cậu đừng nghe ba tôi nói linh tinh, ba tôi không tin được đâu. Chỗ nhạc cụ này đủ cho hai đứa mình chơi rồi. Trần Triết, sao tự nhiên ba cậu lại gọi mẹ con mình tới nhà cậu ăn cơm vậy? Có phải chú giận giận vì chuyện cậu bị thương không? Làm gì có chuyện đó. Ba tôi không bận tâm chuyện đó lâu rồi. Hôm nay không phải sinh nhật cậu chứ? Tôi với mẹ tôi lại không đem quà sinh nhật. Không phải, cậu lâu mới tới sinh nhật tôi. Tại tôi mới mua bộ điều khiển mới, muốn rủ cậu cùng chơi. Nhưng lại không được đem tới trường, nên đành phải gọi cậu tới nhà. Vậy tại sao còn gọi cả mẹ tôi đến chứ? Ba tôi yêu cầu như vậy. Đúng vậy, ba tôi nói nếu mà cậu đến nhà chơi thì gọi cả cô cùng đến. Ba tôi nói vừa đúng lúc có chuyện cần nói với mẹ cậu. Trần Triết, mẹ cậu đâu? Mẹ tôi ở trên trời. Vậy cậu đợi một chút. Mẹ, con có một cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác gì? Trần Triết nói ba cậu ấy đặc biệt yêu cầu phải mời mẹ tới. Nói là có chuyện cần bàn. Thì cũng là chuyện của mấy đứa ở trường thôi. Không phải. Cậu ấy nói ba cậu ấy không hề để tâm chuyện đó. Vậy thì tìm mẹ có việc gì được chứ? Mẹ và chú ấy có quen nhau đâu. Con vừa mới phát hiện ảnh gia đình nhà cậu ấy chỉ có hai người là cậu ấy và ba cậu ấy. Vậy rồi sao? Liệu có phải ba cậu ấy rất quý mến mẹ không? Cũng đẹp trai đó chứ.
đúng là rất đẹp trai. Nhưng mà mẹ Nhật thấy không đẹp trai bằng Nhiếp Duẩn Trạch. Đương nhiên rồi. Đương nhiên cái gì? Xin lỗi cô, tôi vừa nhận điện thoại công việc. Không sao, chắc cơm cũng xong rồi, chúng ta ăn cơm trước. Được. Trần Triết ăn cơm thôi. Nào, một lần nữa chúng ta cùng chào đón Khang đi, đưa mẹ tới nhà mình chơi. Cảm ơn. Nào, sếp Trần à, chuyện lần trước Trần Triết bị thương ở trường, thật ra tôi vẫn luôn muốn nói một tiếng xin lỗi anh. Có gì đâu, tụi nhỏ mà, gia chạm ở trường là chuyện thường tình. Hơn nữa tôi cũng hỏi rồi, nguyên nhân không phải là tại Khang đi. Thật ra đáng lẽ hôm đó chúng ta đã gặp nhau rồi, tại tôi có việc đột xuất nên không đến trường được. Nhưng mà tôi nghe nói cô đã xử lý mọi chuyện vô cùng ổn thỏa, hơn nữa cách xử lý vấn đề cũng khiến tôi rất ngưỡng mộ. Vậy sao? Ngày thường Trần Triết cũng hay nhắc đến Khang Ni. Đó, Khang Ni là cô bé tài năng nhất ở bên cạnh đó. Hôm nay được gặp cô Khang, tôi tin cô Khang chắc chắn sẽ bỏ không ít công sức để rèn luyện Khang Ni, có đúng không? Nhắc tới chuyện này, quả thực tôi thấy hơi hổ thẹn. Trên thực tế tôi là một người mẹ chưa làm tròn trách nhiệm. Khang Ni do bà ngoại nuôi nấng, bản thân con bé cũng khá là biết phấn đấu, rất ngoan, rất thông minh. Cháu làm chứng, đúng là mẹ cháu không mấy khi quản lý cháu. Thẳng thắn, đáng yêu, giống hệt mẹ đó. Thật tốt. Phải rồi. Thực ra hôm nay tôi mời cô đến đây là vì tôi có một vài vấn đề cá nhân muốn thảo luận cùng cô. Chú à, cháu làm chứng, mẹ cháu vẫn còn độc thân. Ba tôi cũng đang độc thân. À, cô ăn đo rồi. Sang đi, khi nào cô mới ăn xong? Tôi cũng ăn xong rồi. Đây, bình thường con vẫn ăn thêm một bát nữa mà. Cô à, lát nữa bọn cháu còn có món tráng miệng nữa. Bọn cháu muốn đi chơi trước. Đi đi, lát nữa còn có món tráng miệng. Được, được, được. Cô Khang làm ở công ty nào? Trước kia tôi làm ở Lệ Gia Liên Hợp. Lệ Gia Liên Hợp, công ty của Thẩm Thành Phong. Và vợ của anh ta sao? Dạo này tình hình công ty không được tốt, phải không? Thương trường lúc lên lúc xuống, làm ăn mà kiểu gì cũng có lúc gặp phải chút khó khăn, cũng bình thường. Gặp khó khăn thì phải giải quyết thế nào? Thực ra hai chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi. Khoảng 3-4 năm trước, trong một buổi hội thảo của ngành y tế. Tôi nhớ là như vậy. Thực ra cũng từ sau buổi hội thảo đó, tôi đã có suy nghĩ muốn đầu tư vào thẩm mỹ y khoa. Vậy là khi nãy anh nhắc tới có vấn đề cá nhân cần thảo luận với tôi là về ngành thẩm mỹ y khoa. Vậy cô nghĩ là gì? Tôi... Cô Khang, tôi muốn đầu tư vào một công ty thẩm mỹ y khoa. Tôi cũng đã làm một số nghiên cứu. Tôi nhận thấy cô là một ứng cử viên rất phù hợp, nên tôi muốn hợp tác với cô. Không biết cô nghĩ thế nào? Về chuyện này thì tôi không giả vờ khiêm tốn với anh nữa. Sau từng ấy năm làm trong ngành này, tôi rất tự tin vào kinh nghiệm và khả năng làm việc của mình. Chỉ có điều chắc hẳn anh cũng nghe về chuyện của Hạ Lăng rồi. Vậy nên bây giờ có thể nói đồng nghiệp trong ngành muốn tránh tôi còn không kịp. Vậy nên anh có chắc là tôi là ứng cử viên phù hợp hay không? Vì việc này cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều về mình. Trong quá trình lựa chọn đối tác làm ăn, chắc hẳn tôi phải tìm hiểu trước về người đó. Chuyện của Hạ Lan không phải vấn đề. Tôi không nghĩ trách nhiệm thuộc về cô. Đó cả không nên trở thành vết nhơ của cô. Họ không thấy được giá trị của cô, đó là tổn thất của họ. Sếp Trần, anh nói vậy khiến tôi thực sự cảm động. Thật đó. Vậy có phải nên cân nhắc hợp tác với tôi không? Lấy cô làm đồng cốt, chúng ta thành lập một công ty thẩm mỹ y toa hoàn toàn mới.